chơi hả anh? Đi chơi. Anh ở đâu lớn? Mình dân thị trấn Bình Dương. Ở đây luôn hả anh? Ở đây hả? Hôm nay thứ bảy bà con mình đi chơi đông quá trời á. Xung quanh giờ Tết náo động rồi anh em đi. Ở đây là hôm nay là anh đi lần đầu tiên hay là anh đi lâu rồi? Là hôm nào cũng ra đây hóng mát hết phải không? Vậy sẵn cho em hỏi luôn ha, cái này là mình làm là bao lâu rồi anh? Cái trang trí ngoài đây nè. Phóng qua quay luôn. Cái lửa lò này là nướng gì đó cô? Bánh tráng nướng nè. Nướng ha. Đây có khô mực nè. Rồi thịt nè, hành nè. Rồi đu đủ. Quá trời luôn, món luôn. Có một cái bánh tráng nướng thôi nhiều gia vị như thế này luôn nè. Cô bán đây lâu chưa cô? 5 năm luôn. Ồ, đứng ngay chỗ này luôn. Lên hình luôn nha. Em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Xin thưa cô chú anh chị và các bạn, hiện tại em đang có mặt tại cái công viên Nguyễn Thị Bảy đây anh chị. Một cái điểm của thị trấn Cần Giuộc ha. Ngay phía này là cây cầu Nguyễn Thị Bảy đó anh chị. Trên cái tuyến đường Nguyễn Thị Bảy, cái hướng này là mình đi về khu công nghiệp Chinh Lu á, chợ chiều Chinh Lu á anh chị. Đó, còn bên đây á là cái công viên Nguyễn Thị Bảy đây. Và phía ngoài này á là cái hướng mình đi về bến phà đây. Bến phà Tân Thanh Cần Giuộc và cái khu chợ hải sản ở phía cũng đi theo cái hướng này. Thì anh chị ơi, hôm nay á, là ngày 23, một ngày đưa ông Táo về trời, cũng là ngày thứ bảy nha anh chị. Rất là nhiều bà con, cô chú, anh chị mình đều tập trung ở cái khu vực này trong cái thị trấn Cần Giuộc để vui chơi đón xuân ở đây nha anh chị. Và sau đây không để nói nhiều nữa thì em xin mời tất cả cô chú anh chị mình cùng đi dạo cũng như tham quan một vòng ở những ngày xuân ở khu vực thị trấn Cần Giuộc này cùng em nha. Rất là nhiều bạn trẻ đều tập trung ở đây anh chị. Ở phía này là con đường Nguyễn Thị Bảy nè, cũng là những cái cửa hàng của cô chú anh chị mình buôn bán ha, buôn bán những cái thức ăn vặt á. Thức ăn vặt thì lát nữa em sẽ quay cho anh chị mình xem sao nha. Bây giờ mình sẽ vào ngay cái công viên luôn. Đây là phía sau của công viên Nguyễn Thị Bảy đây anh chị. Đó, hôm nay rất là đông vui luôn, bà con mình nè, đó tập trung ở đây rất là nhiều. Ngay khu vực này á có những cái buổi tập của mấy bé đó đều tập trung học võ thuật ở đây hàng tuần á, hình như là học 2, 4, 6, 3, 5, 7 gì đó, em cũng không nắm rõ nên chị. Chào con. Con học gì đó hả? Học võ hả? Con ở đâu mà học võ, lớp mấy rồi? Lớp 8. Học lớp 8 hả? Nay cho con lên YouTube luôn nha. Tết rồi không nghỉ rồi học ha? Còn học mấy buổi nữa con? Dạ, học xong rồi đi biểu diễn. Hả? Bữa nay tụi con đi tập để biểu diễn á. À, biểu diễn ha? Dạ. Chừng nào biểu diễn con? Dạ, hình như sau Tết. Sau Tết ha? Rồi. Chúc con học vui nha. Dạ. Bye bye. Còn phía bên này thì mấy bé vui đùa quá trời anh chị ơi. Thì công viên này không phải là em quay một lần, em quay rất là nhiều lần rồi anh chị ơi, nhưng mà lần nào ra nó cũng vui hết á, nó vui nhộn luôn. Nguyên cả những cái bãi đáp xe đây nè, đó bãi đáp của
bà con mình cho mướn xe đó, nguyên dãy phía bên này ha. Rất là đông. Chào con. Một bé gái nó ngơ ngác luôn. Phía đây là công viên nè, công viên hôm nay cũng rất là đông. Hôm nay là ngày thứ bảy đó, cũng là ngày 23 Tết, ngày đưa ông Táo về trời đó anh chị. Một quán cà phê rất là lý tưởng luôn. Nhưng mà những cái hình ảnh này nó chưa gọi là đẹp đó anh chị. Phía ngoài kia mới gọi là đẹp. Phía ngoài kia đó có một cái clip em chia sẻ anh chị mình xem rồi đó. Thì hôm nay giờ này ha, giờ này là tầm khoảng 7 giờ rưỡi tối đó anh chị. Thì bao nhiêu cái ngọn đèn màu nó đều mở lên hết. Và cái khung cảnh, những cái view của trang trí cũng như là decor năm nay ở thị trấn Cần Giuộc này đó, đều ở ngoài kia. Và em thấy bà con mình đó, bà con mình hả, chụp hình quá trời ở ngoài luôn. Trước khi ra ngoài thì em muốn chia sẻ cho anh chị mình vòng vòng ở khu vực phía trong này, cũng như là cái nhịp sống của bà con mình đó, kinh doanh ở đây như thế nào ha. Em đang di chuyển đi tới ngay cái con đường Nguyễn Thị Bảy ở phía ngoài này nè anh chị. Xe nào, xe nào? Mấy bé vui lắm anh chị. Đó, những cái gian hàng bán ở con đường Nguyễn Thị Bảy ở phía ngoài này nè anh chị. Rất là đã luôn ha. Dạ đúng rồi. Dạ kênh là Cuộc Sống Quê Mình. Dạ ổng dẫn cô chút xíu được không? Cô bán gì ở đây? Bán chăn trộn, không nhăn nữa. Bán lâu chưa cô? 3 năm ấy hả? 3 năm à? Ngay chỗ này luôn. Cô tên gì? Bán chán hay luôn chứ ti. Không, ý là cô tên gì á? Dạ em tên Loan anh ơi. Loan hả? Vậy thì em quảng cáo giùm cô luôn nha. Lỡ ai mà có xem cái clip này thì có chơi ở công viên này hoặc gần gần ở đây thì ghé ủng hộ cô nha. Cô bán bánh tráng nướng nè. Bánh tráng nướng phóng qua quay luôn. Cái lửa lò này là nướng gì đó cô? Bánh tráng nướng nè. À nướng ha. Đây có khô mực nè, rồi thịt nè, hành nè, rồi đu đủ quá trời luôn, món luôn. Có một cái bánh tráng nướng thôi nhiều gia vị như thế này luôn nè. Ở trên đây bò ha. Rồi em cũng đi luôn nha chị. Rồi cảm ơn chị nha. Rồi, chúc chị trong buổi tối hôm nay được mua mau bán đắt luôn nha chị. Một cô bán rất là dễ thương ở đây. Ngoài ra còn những cái cô chú mình bán những cái loại khác nữa nè. Rồi da cá viên chiên luôn nè. Cô bán đây lâu chưa cô? 5 năm. Dạ 5 năm luôn. Ồ, đứng ngay chỗ này luôn. Đúng rồi. Lên hình luôn nha. Cô bán thường thường vậy là mấy giờ về? 11 giờ rưỡi hả con? Khuya quá ha. Trong cái thùng này là bao nhiêu loại vậy? 30 mấy loại, ăn gì con ơi? Ăn gì con? Rồi mới quay có khách luôn nè. Nè bé nè, bé chỉ nè. Màu xanh nè. Cây xanh, cây vàng luôn ha. Đầy đủ hết đó con ơi. Hai cây, mấy cây? Thêm cây này đó. Nhìn rất đã luôn anh chị ha. Nhìn rất là ngon. Ở ngoài em quay vô quá đẹp lắm. Chào bé. Chào con. Con ăn tương cây. Con hôm nay đi chơi hả? Cái tương nó được cây. Được mẹ dẫn đi chơi à? Đây nè anh chị ơi. Đó, tiệm Úc Mi hả? Úc Mi cá viên chiên xúc xích đứt phô mai.
đậu bắp, cà tím, đủ loại hết. Bây giờ thì mình sẽ vào trong để xem cô cô bán, cô chiên cô bán. Đó. Hầu như là mấy cái này đã chín sẵn hết hả cô? À, mình chỉ chiên sơ qua cho nóng lại ha. Một phần như vậy là bao nhiêu tiền con? Một phần có khi hả 7-80, 5-60 tùy theo loại con ơi. Như cái mà cô đang chiên như vậy nè, là bao nhiêu? Là 30 ngàn. 30 ha. Cốm cam với cốm phô mai. Bây giờ nó có nhiều cái loại màu sắc nó đẹp quá hả cô ha? Đúng rồi. Làm cho bắt mắt ha. Xịt tương ớt rồi lên nè ha. Hấp dẫn. Sao thấy đẹp quá vậy? Đã không? Đó là gì? Tên là gì? Dạ, cuộc sống quê mình. Cuộc sống quê mình. Dạ, dạ. Cái đó lên là thôi, phải không? Dạ, đúng rồi. Cuộc sống quê mình. Rồi, một phần như vậy là 30 ngàn. Giao tận tay khách hàng luôn ha. Cái bảng ngoài đây rất là đẹp luôn anh chị. Rồi, con cảm ơn cô nha. À, con chúc cô mua bài bán đắt trong buổi tối hôm nay nha cô. Rồi, rồi con chào cô luôn. Rồi. Rồi bây giờ thì mình sẽ di chuyển vào phía bên trong này nha anh chị ha. Wow, mỗi lần mà đi qua là mình phải bước theo cái bậc thềm thứ này nè. Đó, nó cao kìa. Dạ, cuộc sống quê mình. Đây là những cái cây tập thể dục nè anh chị. Đó. Cái này không hiểu sao mấy bé nhỏ rất là thích luôn ha. Cứ quay về hoài luôn nè. Rất là đẹp luôn. Rồi mình đi vòng qua ở phía bên này để ra ngoài cái cổng ở phía ngoài đó anh chị. Là ở ngoài là decor Tết năm nay đó. Trong đây ngoài những cái đồ chơi cho mướn xe như thế này nè. Đó. Rồi quán cà phê có cả những cái mặt hàng ha, trải xuống đất luôn, bán đủ tất cả các đồ chơi cho các trẻ nhỏ luôn á. Nhìn rất là mê luôn. Hello hello. Hai sạp đồ chơi lớn ở đây. Chào anh. Chào đi anh. Chơi hả anh? À đi chơi. À anh ở đâu lớn? Mình dân thị trấn Dược. À, ở đây luôn hả anh? À, ở đây luôn. À, hôm nay thứ bảy bà con mình đi chơi đông quá trời ha. Cảnh xung quanh giờ Tết náo động thì anh em đi chụp hình rồi. Dạ. Ở đây là hôm nay là anh đi lần đầu tiên hay là anh đi lâu rồi? Đây cũng ra thường lắm tại vì ngày gần này sắc. Là hôm nào cũng ra đây hóng mát hết phải không? Vậy sẵn cho em hỏi luôn ha. Cái này là mình làm bao lâu rồi anh? Cái trang trí ngoài đây nè. Ba bữa rồi anh. Ba hôm rồi. Bắt đầu hoạt động á. Dạ. Nó được ba hôm rồi. Còn dạ. Trước là nó chỉ cháy thôi, nó chưa có đốt đèn. Dạ. Giờ đốt đèn là đẹp là maximum tắc, hết rồi đó, hoàn tất hết rồi. Dạ, hoàn tất hết rồi. Giờ bắt đầu dân họ đổ xô đi chụp hình Tết dạ. Xuân rồi. Mà hôm dài là bữa hôm nào cũng đông như vậy hả sao anh? Đúng rồi anh. Mà bữa nay là bắt đầu đông nhất á. Bữa nay là đông nhất dạ, à, tại bữa nay thứ bảy mà dạ, đúng rồi. Thứ bảy bà con mình nghỉ làm dạ. Dạ. Rồi em cũng cảm ơn anh ha dạ, rồi chúc anh có một cái Tết thật là vui vẻ nha anh dạ, vui vẻ an lành rồi cảm ơn anh bye bye anh dạ. Vừa rồi thì mình phỏng vấn một cái anh rất là vui tính ở đây rồi bây giờ là cái quan trọng nhất ở khu vực ở phía ngoài đây nha anh chị. Bên phía tay trái trước nha. Xuân Quý Mão 2023. Đèn lên. Nhìn đẹp không anh chị? Quá đẹp luôn. Bà con cô chú bác anh chị mình á đều tập trung ở đây rất là đông vui chơi. Chụp hình ở trong cái lòng cung này thì theo những gì mà cô chú mình chia sẻ ở đây á là đèn ở đây á
đúng là có cải thiện nha anh chị, cải thiện á, quá là đẹp luôn. Có một cái thật sự ra vào đây như lạc vào mê cung nha anh chị ơi. Nhưng từng đoàn người luôn, từng đoàn người vào đây chụp hình vui chơi ở trong đây, nhất là trẻ nhỏ ha, những sắc màu xanh đỏ tím vàng này lúc nào cũng thích hết. Đó là toàn bộ trong cái khung hình vòng cung ở đây nè. Chào bé mèo luôn. Ngoài đây có những chị bán những chiếc bong bóng, bong bóng rất là đẹp. Hình như giờ này bà con mình lại đây rất là đông nè, quá đông luôn. Bán bong bóng, bán giấy số, bán kẹo bông gòn, đầy đủ hết. Bà con mình đậu xe phía bên này quá trời luôn rồi. Rồi, em đang di chuyển qua phía bên cái bảng chính của năm nay ở đây anh chị. Qua trật đường luôn rồi. Cười lên nè. Một bé được mẹ tạo hình, tạo hình sẵn những cái con linh vật, con mèo vào buổi tối với những ánh đèn này. Giơ tay cao quá vậy con. Ở ngoài đường cũng muốn kẹt xe luôn á chị. Đó, xe quá trời đông ở ngoài đây luôn nè. Hôm nay là ngày thứ bảy mà, ngày nghỉ của bà con mình. Rồi, đây là cái hàng bông mai nè anh chị ơi. Được rất nhiều bà con, cô chú và các bạn mình chụp hình tại đây. Đi giữa những cái hàng bông mai này y như mình lạc vào một cái rừng mai ở đây vậy. Rất là nhiều bạn trẻ ở đây chụp hình. Có những bạn cũng ngại cái ống kính máy quay đó anh chị. Hello hello. Đó, ở đây là mình nhìn ra cái khung cảnh phía trước nè. Dạ dạ. Cái kênh của mình là gì vậy? Dạ, kênh em là Cuộc Sống Quê Mình. Cuộc Sống của mình á? Quê Mình. Giờ có ở đây không? Dạ có. Dạ có, dạ có. Anh chụp hình ở đây hả? Em thường đây. Em phỏng vấn tí xíu luôn nha. Ủa, thôi. Phải nói là hôm nay có một cái buổi để cho bà con, cô chú, anh chị mình vui chơi đêm 23 Tết năm nay ở thị trấn Cần Giuộc này. Đầy sinh động những sắc màu ở nơi đây ha, cũng như là đề co của khu vực công viên thị bảy này. Thì theo chia sẻ của anh hồi nãy đó, cô chú anh chị, anh đó nói là tầm khoảng một tuần trở lại đây là lúc nào cũng đông hết, nhưng mà đông nhất vẫn là hôm nay ha, ngày thứ bảy 23 Tết. Ngoài cái không gian phía bên này thì phía bên đường vẫn thấy bà con mình ngủ cà phê đó, cũng như ngắm đường phố qua lại ở thị trấn Cần Giuộc này rất là đông anh chị ơi. Cái
tuyến đường này hôm nay rất là đông luôn, xe cộ rồi nó lưu thông rất là nhiều. Ở phía bên kia, ở phía bên này ha, một cái con đường đèn màu, thì chút xíu nữa em sẽ đi bộ qua rồi mời anh chị mình cùng đi để tham quan luôn nha anh chị. Bán rất là vui nhộn trong ngày Tết, những ngày cuối năm của năm nay. Phía bên đây có một cái quán cà phê The Box Coffee rất là đẹp luôn. Hướng này là mình đi vào cái ngôi chợ Cần Duộc, chợ cũ đó anh chị. Thấy có những cái sạp nè, bán những cái phụ kiện để trang trí để Tết năm nay. Khu vực này rất là đông anh chị. Một khu vực dành cho ăn uống ở thị trấn Cần Duộc này. Phía bên này là phía công viên Cần Duộc. Ở hai bên lề đường á đều kín mít hết. Bà con mình tập trung lại đây á, ăn uống rất là nhiều ở đây. Hiện tại em đang di chuyển là ra phía trước đó. Phía trước là con đường quốc lộ 50 á, ngay cái tuyến ở trong thị trấn Cần Duộc. Nếu mà anh chị mình đi lên thành phố Hồ Chí Minh á, là đi phía bên tay phải. Còn phía tay trái là quẹo lại cái công viên Nguyễn Thị Bảy ban nãy đó anh chị. Hôm nay rất là nhộn nhịp, rất là đông vui. Tập trung ở đây ăn uống rất là nhiều bà con mình ha anh chị ha. Thì vòng vòng đây á có một cái khu vực là ở phía ngoài đây cũng vẫn bán ăn uống, hàng ăn vặt luôn. Phía khu vực phía trước mặt em là anh chị đó, hướng bên đây là cầu Cần Duộc mới ha. Xe cộ rất là đông. Buổi tối hôm nay thì mời tất cả anh chị mình cùng đi dạo vòng vòng ở thị trấn Cần Duộc. Một cái đêm cũng đầy đáng nhớ anh chị. Xe cộ đậu ngoài đây rất là đông. Các bạn trẻ tập trung đây quá nhiều luôn. Rồi như vậy thì vừa rồi là em chia sẻ cùng anh chị mình hai cái điểm. Một là công viên Nguyễn Thị Bảy, nơi bài trí bố trí đề co hàng năm ở khu vực thị trấn Cần Duộc, coi như là khu vực đó là đẹp nhất ở đây. Còn ở phía này là cái con đường ăn uống, hàng ăn vặt, bà con mình tập trung đây để nghỉ ngơi và ăn uống. Cuối tuần cũng rất là đông anh chị ha. Rồi em xin ngừng video clip tại đây luôn nha anh chị. Cảm ơn anh chị mình đã quan tâm cái clip này nha. Cuối video thì xin chúc anh chị mình năm mới thật là nhiều sức khỏe, an lành, thuận lợi trong công việc, và lúc nào tiền cũng vô đầy túi hết nha anh chị. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại anh chị mình trong clip sau nha.